Với một mức giá trên dưới 8,5 triệu đồng thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn cho những chiếc smartphone trung cấp. Có thể kể đến là iPhone XR này, iPhone XS, rồi những chiếc điện thoại Android khác như là về Xiaomi này hay là Poco và Oppo. Nhưng nếu mà để trong cái phân khúc này thì mình nghĩ sẽ có một chiếc điện thoại nó sẽ đánh bật tất cả những chiếc điện thoại còn lại. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy S20 phiên bản FE. Và đây cũng là một chiếc điện thoại mà giá tương đối mềm mà nó đã đánh bật được tất cả những cái dòng flagship cao cấp Pro Max hay là Ultra hay là Plus gì đấy của tất cả những hãng điện thoại mà giành ngôi smartphone tốt nhất năm 2020. Đơn giản thì một điều thôi, hiệu năng trên giá thành của nó thật sự rất tốt. Và tính đến thời điểm hiện tại, vốn mức giá chính xác là 8.690.000 đồng tại One Way Mobile thì nó có những ưu điểm gì vượt trội hơn so với các chiếc smartphone tầm trung khác? Trước khi bắt đầu video thì dành cho những em nào đang quan tâm thì hiện tại OneWay đang có chương trình thu cũ đổi mới vô cùng ưu đãi và trợ giá lên tới 1 triệu đồng. Những em nào quan tâm thì hãy truy cập ngay website và fanpage của OneWay để biết thêm chi tiết nhé. Đến chiếc điện thoại ngày hôm nay, Samsung Galaxy S20 FE, phiên bản rút gọn của thế hệ điện thoại S20 flagship của Samsung. Thì nó đã cắt giảm đi đôi chút nhưng nó vẫn giữ lại những gì cốt lõi nhất đến từ sản phẩm của chiếc điện thoại Samsung này. Và tại sao mình lại nói như vậy? Thì đến với cái thiết kế đầu tiên thì anh em nhìn phát, nếu mà nhìn thoạt qua thì anh em cũng sẽ hơi khó để có thể phân biệt được giữa Samsung S20 FE. Nó chẳng khác gì một cái flagship thế hệ S20 series cả. Và chỉ có một cái khi mà mình trên tay ấy, mình sẽ nhận ra một điều, đó là mặt lưng của nó làm bằng nhựa với viền nhôm. Thì nếu mà so với các cái flagship khác thì tất nhiên không thể nào bằng được cái phần mặt kính cũng như là viền thép được. Thì đây cũng là phải một cái điều mà anh em phải đánh đổi. Đây là một cái cắt giảm để có thể đem lại một mức giá hời với chiếc Samsung Galaxy S20 FE này. Đấy, mặc dù được trang bị đó là mặt lưng nhựa cộng thêm với viền nhôm thì nó có vẻ hơi nhếch so với những chiếc flagship được trang bị mặt lưng kính cộng thêm là viền thép nữa, viền thép không gì nữa. Nhưng mà nếu mà nói lại, nhìn cái chiếc Samsung Galaxy S20 FE này nó vẫn cho mình một cái cảm giác sang chảnh. Và trừ khi cầm trên tay em nói thì anh em mới nhận ra một cái là cái mặt lưng của nó tương đối là khó chịu, và anh em thể nghe tiếng cạch cạch này. Nó khá là nhếch so với cả những chiếc flagship. Thôi dù gì đây là một cái phải chấp nhận, bởi vì đây là một cái điểm anh em cần phải chấp nhận và bị cắt giảm để có thể sở hữu một mức giá rất là tốt. Và ngoài ra với cái thiết kế nhựa và nhôm như thế này thì nó còn được trang bị khả năng chống nước IP68, chống nước và chống bụi bẩn, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm với việc sử dụng mặt nhựa cộng thêm cái khả năng IP68 này nữa thì nó sẽ là một chiếc máy khá là bền. À, Hòa nói là để cho anh em yên tâm thôi, chứ đừng có mà suốt ngày sử dụng nó ngâm nước các thứ nhá, thì sớm muộn gì thì cũng bay màu thôi. Thì đây là một cái lưu ý dành cho anh em. Và nếu mà để nói lại cái thiết kế này thì mình sẽ đánh giá lại thì đây là một thiết kế tương đối là tinh tế. Và ngoài ra nếu anh em soi kỹ ở phần màn hình thì anh em sẽ thấy là cái phần viền trên và viền dưới nó cũng hơi dày hơn so với các cái thế hệ flagship hay chiếc điện thoại khác. Mà thôi không sao, mình đánh giá tổng quan nó vẫn đẹp và cái cảm giác cầm nắm của nó đem lại khi sử dụng nó vẫn rất là tốt. Thì nói chung là một mức giá 8 triệu rưỡi thì mình sẽ không thể đòi hỏi hơn một cái gì đó nó phải thật tinh tế này, sau đó thật khủng khiếp, rồi viền thép không gì nữa. Và đi đến những cái điểm khác biệt của trên Samsung Galaxy S20 FE so với các cái thế hệ điện thoại smartphone cùng tầm giá khác ấy, thì mình sẽ nói cái điểm mạnh đầu tiên đó chính là về màn hình của Samsung Galaxy S20 FE. Thì màn hình của Samsung Galaxy S20 FE là một sự cắt giảm của phiên bản này so với cả S20. Thì nếu như trên S20 trang bị màn hình Dynamic AMOLED thì ở trên Samsung Galaxy S20 FE được trang bị đó là Super AMOLED với độ phân giải là 1080x2400 pixel và kích thước là 6.5 inch. Và nếu mà nói như thế, anh em sẽ thấy là đây là một cái sự cắt giảm khá lớn so với cả S20. Nhưng mà nếu mà nói về cái chất lượng màn hình của chiếc Samsung Galaxy S20 FE ấy, nó vẫn là thuộc trong những một trong những cái chiếc điện thoại có màn hình khá là đẹp. Và nếu mà anh em thường biết một cái câu nói, đó là màn hình phải đẹp như Samsung ấy thì mới là cái điện thoại tốt. Thì cái Samsung Galaxy S20 FE này nó vẫn sở hữu cho mình một chiếc màn hình cực kỳ đẹp, và anh em giải trí, anh em xem phim này, màu sắc hay là chất lượng nó hiển thị ra thì nó có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của anh em. Và ngoài ra cái chất lượng hiển thị của nó đã như thế thì nó còn được trang bị đó là một chiếc màn hình tần số quét 120Hz. Thì nó có thể điều chỉnh được, anh em thể lựa chọn được nhá, là 60Hz hoặc là 120Hz. Cho nên là nếu mà sử dụng để chơi game hay là xem phim các thứ mà sử dụng màn hình 120Hz hay là đa nhiệm ứng dụng ấy, vuốt lên vuốt xuống thì 120Hz phải gọi là hết nước chấm luôn, cực kỳ ngon. Mà đã dùng 120Hz rồi thì đảm bảo anh em chuyển sang 60Hz ấy, nó cứ bị cảm giác thế nào ấy, mắt nó cứ bị cảm giác không thuận.
Còn đây là một cái điểm mạnh, 120Hz là cái điểm mạnh của Samsung Galaxy S20 FE so với những chiếc iPhone cùng tầm giá. Tại sao mình nói những chiếc iPhone cùng tầm giá nhá? Bởi vì cùng tầm giá chiếc Samsung Galaxy S20 FE thì những chiếc điện thoại khác mà sử dụng hệ điều hành Android ấy, nó đều có thể đã được trang bị màn hình 120Hz rồi. Nó chỉ hơn này là hơn so với iPhone thôi. Điểm thứ ba mình muốn nói đến đây ở trên chiếc Samsung Galaxy S20 FE tại sao nó ngon, đó chính là con chip được trang bị ở cái phiên bản Mỹ trên tay mình đây, là con chip Snapdragon 865, con chip sừng sỏ một thời. Nếu mà để so với những con chip ở thời điểm hiện tại như là Apple A14 Bionic này hay là con chip Snapdragon 888 thì tất nhiên là con chip Snapdragon 865 không có cửa. Nhưng nếu so với những cái sản phẩm tầm trung nhá, ví dụ như kiểu con chip A12 trên iPhone XR này, iPhone XS này, XS Max, hay là kể đến những con chip đầu 7 của Snapdragon ở những cái sản phẩm khác ấy, thì phải thú thật là Samsung Galaxy S20 FE này nó đem lại một hiệu năng vượt trội hơn so với các cái sản phẩm mình vừa nói trên. Thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm một điều, anh em chiến tất cả các cái tựa game hot nhá, bét nhè luôn mà không phải suy nghĩ, và nó sẽ không có hiện tượng giật lag gì đâu. Và có một cái nước mà mình rất là thích ở trên chiếc Samsung Galaxy S20 FE này, đó là khi chiến game mà máy còn nóng lên một chút ấy thì nó sẽ không bị giảm màn hình như là trên iPhone, nhưng hay những cái mẫu smartphone chạy hệ điều hành Android hiện nay cứ máy nóng lên này chơi game các thứ nó sẽ bị giảm màn hình và cái hiệu năng của con chip sẽ bị bóp. Thì anh em thể yên tâm sử dụng con chip này để có thể cày cuốc game ở trên Samsung Galaxy S20 FE. Thứ tư, cái điểm mà mình thích ở trên Samsung Galaxy S20 FE đó chính là cụm camera của nó không quá xuất sắc nhưng nó đã thật sự rất là hữu dụng. Và tại sao mình lại nói như vậy? Thì camera được trang bị trên Samsung Galaxy S20 FE sẽ gồm có 3 camera. Đó là một camera góc rộng là 12MP, một camera tele 8MP và camera góc siêu rộng 12MP. Và cụm camera này đem ra một bức ảnh phải nói là đậm chất Samsung. Thì mình sẽ show cho anh em màu sắc rực rỡ này, bắt mắt như mọi camera khác của Samsung. Nhưng mà nếu ở trong điều kiện chụp tối thì tất nhiên nó sẽ bị noise vì đơn giản nó không có night mode. Nhưng nếu anh em bật HDR lên thì sẽ thấy khử noise tương đối tốt. Và khi anh em chụp chân dung xóa phông căng đét thì mình sẽ zoom lên cho anh em những cái đường viền nhá. Thì anh em sẽ thấy việc xóa phông của nó rất ổn và không bị lẹm ở đâu cả, ở nền hay là chụp thể. Và cuối cùng là những cái mà mình cảm thấy khá là tiện ở trên chiếc Samsung Galaxy S20 FE này. Phải nói đến cái việc mở khóa của Samsung Galaxy S20 FE này, nó rất đơn giản. Nó sẽ có rất nhiều cách để mở khóa, đó là nhận diện khuôn mặt hay là giống như kiểu Face ID ở trên iPhone ấy, hoặc là anh em thể quét vân tay ở trong màn hình luôn, thì cả hai đều rất là nhạy. Cho nên cái việc mà anh em đeo khẩu trang ở trong cái ngày dịch bây giờ ấy, nếu mà không thể nào quét được cái nhận diện khuôn mặt, anh em thể sử dụng luôn bằng vân tay thì nó sẽ rất là tiện lợi và cái tốc độ nó rất là nhanh nhá. Và anh em chỉ cần đặt vào một phát là nó sẽ mở lên luôn, hay là đơn giản cũng như là anh em nhận diện khuôn mặt thì nó cũng tương đối nhanh. Thì đây là một cái điểm cộng rất lớn dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 FE này. Và cái tiếp theo, một cái tiện lợi nữa, đó chính là đây là phiên bản Mỹ được trang bị 5G. Cho nên nếu mà về sau mà Việt Nam có 5G thì mình có thể hoàn toàn sử dụng 5G trên chiếc Samsung Galaxy S20 FE. Nhưng nếu mà anh em sử dụng 5G trên chiếc Samsung Galaxy S20 FE thì thời lượng pin của nó sẽ sụt giảm khá là nặng. Bởi vì sao? Bởi ngoài cái màn hình 120Hz mà giờ nếu mà có 5G nó sẽ phải gánh thêm 5G nữa. Thì anh em sẽ phải cân nhắc lựa chọn, đó là 5G thì mình sẽ phải sử dụng màn hình tiêu chuẩn là 60Hz thôi chứ không phải là 120Hz nữa, để có một thời lượng pin sử dụng tốt nhất. Và một cái điểm nữa mình ưng ý ở trên Samsung Galaxy S20 FE đó chính là về chất lượng loa của nó. Thì đây là loa kép, nó nói chung là khá là ổn, khá là to. Nếu như những cái chiếc điện thoại khác mình dùng loa chỉ để gọi là chống điếc thôi, thì ở trên chiếc Samsung Galaxy S20 FE này thì mình có thể tự tin đó là sử dụng nó để nghe nhạc và xem phim. Bởi vì cái âm thanh của nó đưa ra khá là ổn ở trên một chiếc điện thoại như thế này. Nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề, mình nghe nhạc ấy thì cái âm bass của nó cứ bị thiếu thế nào ấy. Còn đâu nếu mà để xem phim này hay nghe những bản acoustic các thứ mà không có bass nhiều ấy, thì mình khẳng định với anh em luôn là loa của Samsung Galaxy S20 FE cực kỳ ngon. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn nói đến về điểm mạnh của Samsung Galaxy S20 FE với một mức giá là 8.690.000 đồng. Thì không phải nó là một chiếc điện thoại hoàn hảo, nó có rất nhiều cắt giảm so với những chiếc flagship của Samsung hay là flagship so sánh với cả của Apple là iPhone ấy. Thì nói chung là nó so sánh phải nói là khập khiễng, bởi vì đây là một chiếc điện thoại bây giờ chỉ có giá là khoảng tầm gần 9 triệu đồng, còn đâu những cái kia nó rơi khoảng tầm 20-30 triệu đồng nữa. Thì nếu mà để so sánh và nói về cắt giảm thì nó quá là khập khiễng. Nhưng mình sẽ chỉ đánh giá chung nhất, đó là những cái điểm mạnh đấy với một mức giá quá ngon thời điểm hiện tại, thì Samsung Galaxy S20 FE nó đang là một chiếc điện thoại có thể nói là thống lĩnh ở trong cái phân khúc
đó là 8 cho đến 9 triệu đồng này. Thì mình nghĩ đây sẽ phải anh em phải cân nhắc đấy, bởi vì hiệu năng của con này đem lại nó quá là ngon. Thì mình nghĩ nếu là mình có khoảng tầm đấy, tiền đấy, thì mình sẽ mua chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 FE. Còn anh em thì sao? Thấy chiếc Samsung Galaxy S20 FE này như thế nào thì hãy comment bên dưới rằng em có mua không? Thì nếu mà không mua thì lý do là gì? Và đừng quên đó là like và subscribe kênh của OneWay nhá. Và ngoài ra những em quan tâm những sản phẩm iPhone, iPad, MacBook hay đơn giản là Samsung Galaxy S20 FE thì hãy liên hệ ngay OneWay tại địa chỉ mình sẽ để trên màn hình. Hoặc đơn giản hơn nữa, truy cập website OneWayMobile.vn, OneWayMacBook.vn. Xin chào lại anh em ở những video sau. Bye bye.